sau Triệu Vi, Châu Tấn cũng đang bị đưa vào tầm ngắm. Một cuộc thanh trừng diễn rộng đang diễn ra trong làng giải trí hoa ngữ mảng nhỏ Triệu Vi, Trịnh Sản, hoắc Tôn, Ngô Diệp Phàm là những cái tên đầu tiên bị điểm danh. Trên mạng xã hội hoa ngữ đang xôn xao trước thông tin công ty đứng tên bố của hoa đáng Châu Tấn bị kiện vì không giữ chữ tính. Theo đó, công ty Tấn Quang Niên Châu Tấn do bố nữ diễn viên đứng tên vẫn chưa lấy được giấy phép và vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Hiện công ty này được cho rằng chưa hoàn trả đủ số tiền 34 triệu nhân dân tệ, gần 119 tỷ đồng. Theo một số nguồn tin, Châu Tấn được cho là người thực sự đứng sau những công ty này. Bố mẹ cô chỉ là người đứng tên trên giấy tờ và không có thực quyền. Người đăng đàn về công ty cũng hé lộ rằng cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra hoạt động của công ty Tấn Quang Nghiên Châu Tấn. Nữ diễn viên nổi tiếng hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin này. Ngày 27 tháng 8, Châu Tấn xuất hiện tại một sự kiện của một nhãn hiệu thời trang do cô làm gương mặt đại diện ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nữ diễn viên mặc một chiếc váy vải tiếp màu trắng rất thanh lịch và đơn giản, cột tóc đuôi ngựa buộc thấp tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính. Tâm trạng của cô khá vui vẻ và thoải mái. Được biết, một chiến dịch thanh trừng nghệ sĩ có vết nhơ hoặc sai phạm đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc. Các nghệ sĩ như Triệu Vi, Trịnh Sảng, Ngô Diệt Phàm đều đã phải nhận những hình phạt đầu tiên từ chiến dịch. Theo China Times, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, các đã ra văn bản đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động trong ngành giải trí. Theo đó, các trang thông tin buộc phải hủy tất cả bản xếp hạng đánh giá mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ, chỉ giữ lại bản xếp hạng âm nhạc và phim ảnh. Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, quản điện cũng khẳng định, họ sẽ ra soát lại hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ đã trao trong vài năm trở lại đây để điều tra các hành vi gian lận và cơ cấu nghệ sĩ. Tối ngày 26 tháng 8, Ủy ban tiêu dùng Thượng Hải cũng yêu cầu các đài truyền hình lớn ở Trung Quốc chuẩn bị giải trình sai phạm. Ngoài ra, Cục Thuế Quốc gia đã ký văn bản điều tra thuế quan của tất cả ngôi sao trong làng giải trí từ tháng 9 đến nay. Theo Sina, trong thời gian tới, nhiều nghệ sĩ và cộng đồng fan của họ sẽ phải lo sợ khi các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc có động thái mạnh mẽ để thanh lọc giới giải trí.